Chú chó nào sẽ lọt vào vòng trong nè. Chú chó nào sẽ lọt vào vòng trong. Chạy một vòng đi à. Cứ chạy một vòng. Chú chạy, cứ chạy tiếp đi à. Chạy xa xa ra, chạy xa xa ra. Rồi mình xếp hàng lại đi ạ. Mình xếp hàng lại bốn. Chú chó nào sẽ lọt vào vòng trong đây ạ? Chú chó nào sẽ lọt vào vòng trong ạ? Chúng ta sẽ chạy tiếp hai vòng để đám thợ đánh giá. Chúng ta khá là ngang ngửa với nhau, cho nên là chúng ta cần phải xác định rất là kỹ. Chúng ta cố gắng chạy rất là đều đi ạ. Chạy đều và khoảng cách xa ra. Rồi hai vòng. Một vòng nữa thôi. Lên và chạy ngược lại à. Chú chạy thẳng lên và ngược lại. Rồi em chạy thẳng lên ngược lại à. Chạy thẳng lên. Rồi chú chó nào sẽ lọt của chú chó chúng ta rất là quan trọng ha. Giám khảo sẽ chọn ra những chú chó có bước chạy vững chắc, song song và thể hiện được là thần thái cũng như là cái tiêu chuẩn của từng giống chó khác nhau ha. Thì đây là những chú chó sẽ lọt vào vòng trong ạ. Rồi chú chó Samoy sẽ được lọt vào vòng trong ha. Rồi em vô đi em. Rồi em vô đi. Em vô đi. Hồi nãy có chú Hơ Mông Cọc ở đây đâu rồi ạ? Còn ai có chó lớn chưa thi không ạ? Có ai có chó lớn chưa thi không ạ? Chó bản địa chưa thi chưa ạ? Mời bản địa vô thi chung luôn à. Mời các chú chó bản địa vào thi luôn à. Bị ha. Chạy một vòng đi à, chạy một vòng đi à. Rồi, chúng ta xếp hàng đây lại đi à. Chuẩn bị cho phần thi thời trang. Hey. Này đen này lên tivi nhìn không thấy gì luôn. Đây này, nhìn ở trong màn hình à. Lê Thị Tuyết Nhung lần thứ hai.
Đẹp của nó đấy. Có hai con Kogi này tốt. Bạn Mỹ Hạnh, Giống Mèo, bé Mông Cọc. Rồi bốn con này chúng ta trình diễn đi ạ. Giữ khoảng cách, giữ khoảng cách, từ từ con trước chạy một khúc rồi hãy chạy. Giữ khoảng cách ra. Giữ khoảng cách ra, chạy đều vào. Giữ khoảng cách ra, chạy đều vào. Chào qua đây. Remedy ơi, có quà rồi. Rồi phải có người lên trao chứ. Đại diện của bên làm có. Rồi ok, festival. Festival Cần Thơ. Nuôi là chó. Ngộ ha. Phạm Duy Khang à. Phạm Duy Khang lần nhất. Ai thi chó lớn và chó bản địa chưa thi không ạ? Giống chó nhưng mà tên mèo. Chó lớn và chó bản địa còn ai chưa thi không ạ? Rồi tiếp nữa.